thấy em thì em bị sấy mất đứa đầu tiên. Và cho đến bây giờ thì em vẫn chưa có đứa nào. Nói là cái con này nó lợi dụng mày tiền bạc thôi, có nghĩa là nói với anh đó, còn nói với em là giống như chị nhận quen cho vui vậy đó, qua đường. Thì hai anh chị á là về ngoại hình nó đã không tương đồng. Em chào quý khán giả, em xin tự giới thiệu, em là Nguyễn Hồng Phượng. Dạ em sinh năm 1983. 83. Dạ em sinh ra ở Nghệ An mà bây giờ em đang công tác và làm việc tại quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Phượng làm gì Phượng? Em làm bên ngành cơ khí đóng tàu. Rồi bây giờ nhà gái giới thiệu cho nhà trai nghe nè. Lời đầu tiên thì em xin gửi lời chào đến anh Quỳnh Linh và chị Ngọc Lan ạ. Chào em. Em tên là Nguyễn Thu Hương. Em sinh năm 1984. Và hiện em sống và làm việc tại quận Gò Vấp. Em làm quản lý nhà và phòng trọ cho thuê. Có bao nhiêu phòng trọ? 13 phòng trọ và mấy nhà cho thuê. Hồng Phượng thân mến, bây giờ Hồng Phượng nói chút xíu về ưu điểm, khuyết điểm của mình cho nhà gái nghe đi. Khuyết điểm trước đi. Khuyết điểm. Có hút thuốc. Biết nhậu, nhút nhạt, rụt rè được đám đông, nhất là trước bạn gái. Hút thuốc nhiều không? 2-3 ngày một triệu. Nhậu nhiều không? Đồ của em cũng khoảng 4-5 lon. Trời ơi, hút thuốc rồi nhậu nữa. Mình có ưu điểm gì để bù đắp lại cái nhược điểm đó không? Thật thà, vui vẻ hòa đồng với bạn bè. Hãy giúp đỡ người khác. Nghệ An rồi mình vô đây mình sống với ai? Trước thì sống với chị gái, em gái. Và sau này em ở riêng. Tức là giờ mình thuê phòng trọ, ở trọ riêng. Dạ. Rồi mình làm cơ khí đó là làm sao? Ví dụ như mình làm con tàu, mình đóng cả phần, mình rạp cả phần lại, em là thợ hàn. Rồi, thợ hàn cơ khí đó. Ôi, chào nhà gái. Dạ, em chào anh. Hay bà chủ nhà trọ? Bà chủ này chắc nhiều người trọ lắm á. Sao nè, ưu điểm, khuyết điểm gì nói cho nhà trai tôi biết coi. Ưu điểm của em á là vui vẻ, hòa đồng. Khuyết điểm của em là đôi khi gặp cái người mà em cảm thấy thích ấy, thì em sẽ nhút nhát và em sẽ run lẩy bẩy. Run lẩy bẩy. Trời ơi. Em run lẩy bẩy nãy giờ. Yên tâm, với em thì em chỉ cần nhìn thôi người ta đã lo rồi. Nhìn thôi người ta đã lo rồi. Nếu như mà em mà được như anh nói thì lâu nay em đâu có ế. Không thấy. Bao nhiêu mối tình rồi mà chưa có mối tình nào hả? Không, em có rồi. Nhưng mà em cảm thấy như là nó không hợp với em. Cái người đầu tiên mà em lấy làm chồng năm em 19 tuổi thì người đó đi với bạn gái đó. Thì có nghĩa là lấy nhau rồi. Thì khi đó em có bầu thì em gặp thì hai người đó dạy như em có xô xát một chút thì đẩy em, thì em bị sẩy mất đứa đầu tiên. Và cho đến bây giờ thì em vẫn chưa có đứa nào. Nói chung là em cảm thấy như là tự nhiên em bị ám ảnh á. Xong rồi em không có muốn, giống như em bị mất niềm tin ạ. Tức là từ đó tới nay em không có. Em có, và cái người thứ hai thì cũng không hợp. Mà người thứ ba thì giống như là người ta rất là lo lắng cho em. Em thấy một cô bạn đó thì em coi như một người chị gái của em. Và người đó thì ví dụ như là em quen anh đó tại thấy lo lắng cho em quá thì sẽ ghen tị. Xong rồi thí dụ ngồi sẽ nói là cái con này nó lợi dụng mày tiền bạc thôi. Có nghĩa là nói với anh đó, còn nói với em là giống như chị nhận quen cho vui vậy đó. Qua đường thì tự nhiên là hai đứa gây một sự hiểu lầm và mâu thuẫn. Hai đứa cãi nhau đến độ mà không thể hàn gắn được. Và từ đó là em ế cho đến bây giờ. Em lập gia đình năm bao nhiêu tuổi? Em năm 19 tuổi. Được bao nhiêu năm? Em ở được mấy tháng thôi thì em mất cái bầu nên là em ly dị luôn. Ly dị luôn. Em nghe hoàn cảnh bên chưa? Em nghe rồi, em thấy cũng buồn. Thấy buồn đúng không? Thật ra cô gái bên kia rất là dễ ấn tượng lắm á. Còn mình sao? Em thì cũng trải qua 3-4 mối tình. Mối tình dài nhất của em là cũng được hơn 2 năm. Lúc đó thì cũng do công việc nó ít. Có cái dịp đó em về quê cũng Tết này anh này. Tết này em về quê thế là làm trang trại, nuôi heo, nuôi gà, nuôi làm trang trại với bố mẹ thế. Thời lúc đó là cái dịch lớn đấy là khó khăn lắm. Thế là ở trong này cũng ít liên lạc, em cũng ít liên lạc. Tự nhiên lâu xa mặt cách lòng. Thì chia tay. Dạ chia tay. Cũng long đong quá hả? Bây giờ em muốn có một người vợ như thế nào? Không có quan trọng về ngoại hình. Ngoại hình được, nhìn được là được thôi. Chứ còn em quan trọng về cái nội tâm hơn, về cái phẩm chất con người, đẹp nết hơn. Đẹp nết là sao? Bây giờ như thế nào là đẹp nết nè theo anh? Giờ chưa thấy cái nết. Chào chị trai. Chào chị.
giờ thấy cái nết làm sao là thấy đẹp. Em cần một người phụ nữ của gia đình, chứ em không có thích một người tóc vàng, tóc khỏe hay là nhí nhảnh gì đấy, em không thích. Bây giờ tóc vàng á, nó là người ta style, một thời trang. Tóc nó bị cháy thôi, nắng quá. Còn em nè, em muốn một mẫu hình lý tưởng một người chồng tương lai như thế nào? Biết quan tâm em, biết tôn trọng ba mẹ. Và kinh tế đủ vững vàng để cả hai không phải suy nghĩ nhiều. Tại vì người ta nói là tiền không phải tất cả, nhưng mà đôi khi không có tiền thì vất vả thế thôi. Cũng hay. Em đi với ai em gái? Dạ em đi với em trai và bạn của em. Em chào hai MC và chào quý vị khán giả. Chào đàn trai. Theo đánh giá mà cá nhân của em á, thì hai anh chị là về ngoại hình nó đã không tương đồng. Thực sự thì em chơi với chị cũng lâu rồi, em cũng biết tính cách của chị là rất năng động. Anh thì lại thích một người phụ nữ là của gia đình. Cho nên theo ý kiến riêng của em thì có thể hai người nếu mà đã lên chương trình rồi thì có thể cho nhau một cơ hội. Nếu mà thấy không tương đồng thì thôi đừng bấm luôn. Đúng rồi, dạ. Đỡ mất thời gian. Đúng rồi. Dạ. Bởi vì nếu mà không có hợp nhau thì bấm cũng khó lắm. Dạ. Nhưng mà đó là mình là người ngoài, mình nhìn khách quan. Một tí nó mở rào, hai anh chị sẽ nhìn nhau kỹ hơn. Dạ, em xin cảm ơn ạ. Ok. Cảm ơn nhà gái. Cảm ơn ý kiến của em. Nhà trai đi với ai? Dạ, em đi với em gái và em của em. Dạ, chào nhà trai ạ. Hôm nay em đến đây để cầu vui cho anh trai. Xúc động là sao nè em gái? Em gái lo lắng cho em trai, anh trai quá đúng không? Tại anh cũng lớn tuổi, với lại anh cũng hiền lành lắm. Nên thành ra là cũng lo. Lo đúng không? Thương quá. Rồi, hy vọng ngày hôm nay anh trai sẽ có người nắm tay đi về nhà ha. Thôi, bây giờ mình mở rào thôi. Đúng rồi. Mở rào. Chuyện còn lại là của các bạn à. Chúng ta cũng đã nghe người thân góp ý rồi. Gặp mặt nhau đi. Điều gì đến sẽ đến nào. Bắt đầu đi em. Chào em. Chúng cậu muốn tặng em. Em cảm ơn anh. Lâu lắm rồi em mới có người con trai tặng hoa cho em á. Anh cũng lâu lắm rồi mới tặng hoa cho một người con trai. Vâng, vậy thì em có món quà tặng anh. Tuy là nó nhỏ nhưng mà nó có võ vậy. Cảm ơn. Cái này cái mùi em hay dùng mà khi nào thì anh ngửi mùi thì anh sẽ nghĩ là ồ, em đang ở gần anh. Cái màu môi của em cùng dũng màu hồng này. Cảm ơn lắm. Mời hai bạn về chỗ. Ngồi ghế đi. Lần đầu tiên các bạn gặp mặt đó, các bạn cảm nhận về nhau đi. Xinh, dễ thương, người vừa ốm. Người vừa ốm. Em thấy anh sao? Em thấy anh cũng hiền lành, nhẹ nhàng. Đó về tính cách. Còn em cảm thấy anh cũng là một người sống tình cảm. Em muốn một người quan tâm em, thương em và đừng có lăng nhăng là được. Tại vì đến tuổi này thì em cũng không có mong muốn gì hơn. Em chỉ cần như thế là đủ rồi. Anh chồng nội tâm. Nên là nếu mà lăng nhăng thì đã có người yêu rồi, đã có ấy rồi. Anh muốn một người vợ của gia đình, biết quan tâm, biết chăm sóc, là chủ giữa tính thần của anh ấy những lúc anh mệt mỏi. Tại vì ế quá và gia đình đều dục rồi mà lớn tuổi đó rồi, rất là muốn lấy vợ. Anh khẳng định cái điều đó cho em. Cái kế hoạch là anh sẽ lập nghiệp và sinh sống ở đấy chứ không có về quê. Tuy gốc là anh ở Nghệ An nhưng mà hộ khẩu với ấy rồi anh ở đấy hết rồi. Thế hiện anh ở quận mấy ạ? Anh ở quận 7 Nhà Bè. Ngày thì anh làm xưởng ở đóng tàu, cơ khí đóng tàu. Còn buổi tối thì anh có chạy thêm Grab nữa. Nên anh biết cũng... Anh cũng đầy nghị lực nhỉ? Tại vì khổ đấy là mình phải cố gắng. Ai cũng có một cái áp lực trong cuộc sống mà. Em tuy vậy nhưng mà áp lực em cũng nhiều lắm. Em cũng khổ tâm nhiều. Thành ra là em cứ phải gồng lên mạnh mẽ với cuộc đời này. Em mà khóc thì em cảm thấy xấu hổ. Tại vì xưa giờ em con đầu cho nên là em lúc nào cũng phải gồng lên, vừa làm anh vừa làm chị. Cho anh hỏi em là người đâu? Em sống Sài Gòn từ lúc học mẫu giáo giờ. À, là gốc đấy. Còn gốc của em á là gốc Hà Nội. Hà Nội. Dạ. Nếu như là một người chồng thì em sẽ làm gì để chứng minh một người chồng tốt như thế nào đó, nói cho nhà gái người ta tin tưởng đi. Sau này mình về với nhau á, sẽ quan tâm em, anh sẽ săn sóc em, anh yêu thương em đến suốt đời. Rồi, khẳng động. Nếu như mà mình đến được với nhau á, thì theo em thấy thì
bao lâu anh thì anh càng nhanh càng tốt rồi. Em nghĩ là chắc 6 tháng đến 1 năm thì có cơ hội để tìm hiểu nhau kỹ hơn. Có một cái khoảng thời gian tìm hiểu ha. Dạ. Chứ em không muốn cái gì vội vàng đến thì nó cũng vội vàng đi, em không thích điều đấy. Rồi còn cô gái nào ngoài thời gian mình đi thu tiền nhà trọ thì mình có thể làm được những cái điều gì để mình chứng minh mình là một người vợ chăm lo cho gia đình? Nói chung là về nữ công gia chánh này, nói chung là nấu ăn, rồi em thì có sở thích là đam mê xe thì em cũng hay tham gia các hội nhóm xe. Xe mô tô. Em thì bây giờ sau tai nạn á thì em chỉ nhẹ nhàng đi SH thôi. Chỉ nhẹ nhàng đi SH thôi. Cá tính ghê chưa? Anh có nghĩ suy nghĩ thế nào về người con gái xăm hình? Đó là nghệ thuật. Ví dụ như anh thì cái nhuộm tóc này cũng vậy này. Rồi xăm môi hay là kẻ mày cũng đâu phải ngày xưa nữa. Nãy em nghe nói là anh không thích con gái để tóc vàng mà. Em cần một người phụ nữ của gia đình. Chứ em không có thích một người tóc vàng, tóc khỏe hay là nhí nhảnh gì đấy. Em không thích. Hồi nãy thôi còn hồi nãy thôi, giờ bỏ rào là người ta thay đổi liền. Cuộc đời nó thay đổi nhanh lắm. Bây giờ nè, em tiến tới em nắm tay bạn gái đi. Quan điểm với con trai con gái trong gia đình em. Nhìn thẳng vào, nắm hai tay. Đó, nhìn thẳng con gái đi. Em cao mét mấy? Em cao mét 65. Cao hơn anh. Dạ. Em có nghĩ vấn đề đó quan trọng lắm không? Vấn đề đó là vấn đề gì anh? Thì cao thấp chứ. À không, nó bình thường mà. Bây giờ sữa của nước ngoài cũng nhiều. Nếu mà có baby thì cho nó uống sữa thì nó cũng đủ cao thôi. Nhưng em nếu mà về với nhau em muốn mấy người con? Đẻ được hết trứng thì em đẻ thôi. Đẻ được hết trứng thì em đẻ thôi. Còn hai. Nhưng anh thấy còn 3 người là hai gái một cái thì đẹp. Nhưng mà lỡ mà toàn gái thì sao? Cũng đẹp, 3 người là đẹp rồi. Ồ, vậy hả? 3 con bịt rời kêu quạc quạc hả? 3 con bịt rời kêu quạc quạc hả? Em thích con gái đâu trước? À, em thì thích con trai thôi. À vậy hả? Anh thích con gái đâu trước? À vậy ạ. Con gái đâu trước? Chăm lo cho mẹ nữa không? Mấy năm gần đây em có tích góp được một... cũng không nhiều lắm đâu, nhưng cũng chưa đủ được mua nhà được đâu, nhưng mà một ít rồi, cứ khoảng 3 năm nữa là anh sẽ có đủ mua được một căn nhà nhỏ nhỏ. Căn nhà đó thì ở quận mấy hả anh? Quanh nhà Bè mới mua nổi chứ. Quận nhất, quận 7 thì chịu. À dạ. Đâu cần đâu, nếu mà anh thích thì em có dãy trọ ở Bình Dương, còn không thì ở Gò Vấp hoặc bên quận 9 em cũng có mà. Nhà không quan trọng với em nữa rồi, chúng ta sẽ ở phòng trọ thôi. Vâng, hiện thời em cũng ở một căn phòng nhỏ để em quản lý bao quát được hết. Đó. Anh về anh quản lý phụ em luôn cũng được. Đó. Đến đây là mình cũng làm cái duyên, còn phần là do mình tự tạo ra. Dạ. Nên là em hãy bấm nút nhé. Em hãy bấm nút nhé. Chào anh. Còn ta sao chưa gì buông tay ra rồi? Em run quá anh ơi. Run cái gì đứng đây? Run quá trời run. Run thì run chứ, làm sao cho nó hết run thì thôi. Đứng đây em nhìn thẳng mặt bạn gái, bắt đầu nghe bạn gái hát nè. Em hát dở lắm anh. Làm gì đó, nói gì đó. Em đọc, vậy thì ở đây thì em có thể ứng khẩu thành thơ. Hôm nay gặp nhau ở đây trong chương trình này, tuy chúng ta là người lạ, nhưng hy vọng rằng anh hãy cho em một mái ấm để chúng ta có một ngôi nhà và những đứa trẻ trong mơ. Anh đâu biết. Anh đâu nghĩ. Thơ cũng lạ quá ha. Là đọc thơ chưa? Đọc rồi đó. À cái đó là thơ hả? Thơ đó. Thơ đời mới. Thơ giờ nó lạ lắm. Thôi được rồi. Bây giờ thì chúng ta để tay mình nút bấm đi. Thật thà, chất phác. Một cô gái bản lĩnh. Mình phải trung thực với con tim của mình nha. Thích thì mình bấm. Mình thấy không hợp với mình thì không cần bấm để mất thời gian lẫn nhau. Hai anh chị sẽ đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm của Ngọc Lan. Ừ. 1. Hai. Tại ảnh cũng lớn tuổi, với lại ảnh cũng hiền lành lắm. Nên thành ra là cũng lo. Lo đúng không? Theo đánh giá mà cá nhân của em á, thì hai anh chị á là về ngoại hình nó đã không tương đồng. 3. Hết thời gian. Rồi, chúc mừng.
anh bấm rất nhanh, ở số thứ hai thôi là anh đã bấm rồi. Chúc mừng hai bạn. Chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau, thấy người ta chân thành chưa? Thật ra nha, nên cho anh ấy cơ hội đi, anh ấy sẽ chứng minh được điều đó. Hoàn cảnh như thế nhưng mà anh ấy rất là mạnh mẽ. Đừng có gọi là nghĩ rằng là những cái người mà khó khăn là người ta chùn bước đâu. Càng khó khăn người ta càng mạnh mẽ. Anh thấy rằng anh ấy sẽ đủ để chăm sóc em, đủ để có thể làm bờ vai cho em tựa vào, đủ thì có thể hỗ trợ em rất nhiều điều trong cuộc sống. Một nụ hôn đầu tiên cho ngày gặp mặt nào. Anh xin phép, anh xin phép. Hôn sâu, thật sâu vào, hít hít hơi luôn. Đó. Chúc em hạnh phúc nha. Dạ, cảm ơn, cảm ơn. Còn mối tình cuối cùng của em á, hai người không ai nói chuyện chia tay hết, mà bị trong cái trận đại dịch Covid vừa qua, anh ấy đã muốn trong cái trận đó, chứ không phải là chúng em chia tay. Tôi tên Việt Nam là Nguyễn Thanh Dũng, tên ở bên nước ngoài là John Thanh Nguyễn. À, John Thanh Nguyễn. Đúng rồi. Anh nước ngoài ở đâu anh? Ở bên Mỹ. Mỹ tiểu bang nào? Hiện tại ở Atlanta, Georgia. À, à, công việc của anh là gì? Kinh doanh tự do. Rồi, về nước lâu chưa anh? 12 năm rồi. À, vậy là đâu có qua Mỹ nữa hả? Có chứ, cũng đi thường xuyên chứ. Nói chung ra là một vài năm thì mình đi là mình cứ đi. Nhưng mà về đây giờ mình ở đâu? Hộ khẩu thì ở ngoài Đà Nẵng á, nhưng mà nhà thì ở Sài Gòn, ở trong chợ Đồng Hóc Môn á. Ở với ai? Một mình. Đó, lý lịch trích ngang nhà trai tôi vậy đó, nhà gái nghe chưa? Dạ nghe rồi ạ. Bây giờ mời xin mời nhà trai nghe lý lịch của nhà gái. Dạ, lời đầu tiên Hoàng Dung xin phép gửi lời chào thân ái đến quý khán giả đang có mặt tại trường quay ngày hôm nay. Toàn thể quý khán giả đang xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò qua màn ảnh nhỏ. Chào hai MC, anh Quyền Linh và chị Ngọc Lan xinh đẹp. Chào em. Và chào bạn nam nhà bên cạnh nè. Em tên họ đầy đủ của em là Chim Trần Hoàng Dung và em cầm tên Quý Hợi. Em thuộc cung Song Tử, mệnh Đại Hải Thủy. Em sinh ra và lớn lên tại Sài Gòn. Công việc của em là trong lĩnh vực du lịch, hiện nay em đã làm được khoảng 8 năm ạ. Em xin cảm ơn. Dạ. Em có điểm mạnh, điểm yếu gì em gái? Dạ, điểm mạnh của em là sống thiên về tình cảm ạ. Có tính độc lập, tự lập từ nhỏ. Coi như là mọi việc em đều quyết định và em làm tự chủ mọi thứ, từ công việc, từ việc gia đình, mọi thứ em đều tự lập hết á. Ngoài ra em cũng là một người phụ nữ khá là năng động và hiện đại, có suy nghĩ thoáng trong mọi việc, và em vừa có thể chăm sóc gia đình và vừa cũng có thể ra ngoài kiếm việc, kiếm tiền. Còn anh trai anh có điểm mạnh, điểm yếu gì anh? Điểm mạnh đó mình à, mình thì kinh doanh từ xưa giờ, kiếm tiền thì anh kinh doanh về gì? Nhại lắm. Ngày ở bên Mỹ thì nói chung là mình kinh doanh đủ thứ hết, nói chung là môn nào mình kinh doanh cũng được. Nói chung là nếu mà đưa kinh doanh vô trước mắt mình thì mình giải quyết được. Còn về Việt Nam anh kinh doanh gì? Mình đang kinh doanh về bất động sản. À, bất động sản hả? À. Anh có muốn kinh doanh mỹ phẩm không? Tới bây giờ thời điểm này thì mình không muốn kinh doanh nữa. À vậy hả? Coi như là nó đã mệt rồi. Chỉ có muốn là có một gia đình người rồi. Nào đó để lập gia đình để cho ba mẹ vui thôi. Ủa, lập gia đình cho ba mẹ vui rồi anh, rồi, có, anh có vui không? Mình vui chứ. Mình đang cần mà sống vui. Vui mình vui trước nha. Dạ. Bây giờ mình nói cái tiêu chí về tìm người yêu thế nào ha anh nha anh. Cái người mình đang cần thì người đó nghiêm túc trong vấn đề hôn nhân á. Nghiêm túc. Rồi còn gì nữa? Chưa từng gian dở mối tình nào. Chưa từng gian dở mối tình nào. Ý là chưa yêu ai luôn hả anh? Có thể yêu bình thường mà, đúng không? À. Nhưng quan trọng nhất là phải nghiêm túc. Vậy là sao chưa hiểu lắm là nha. Sao? Khoan, để đi qua, À. Em chào anh. Chào bạn. Chưa yêu ai thì mới chưa gian dở. À, thì chưa yêu ai. Vậy là anh yêu ai chưa? Có rồi. Anh mấy mối tình rồi? Hai. Có cô nào là vợ chưa? Có rồi. Ở bên nước ngoài đó, ly dị rồi. À vậy hả? Anh ly dị mấy lần? Hai lần. Con anh vợ với ai? Anh có mấy đứa con rồi? Hai đứa. Ở với mẹ bên Mỹ đó. Mà giờ anh muốn có gì, người chưa bao giờ về có người yêu hả? Nói chung ra là chuyện ly dị là không ai mong muốn. Nhưng mà đời mà, đúng không? Nhiều khi nó lại như vậy thì mình phải chấp nhận vậy thôi. Nói chung ra là mình muốn kiếm một người là trong lòng mình là số 1. Số 1. Đúng rồi. Và người đó cũng coi mình là một người nói chung là an toàn trong cuộc sống. Nhưng nếu người ta giờ có người yêu rồi nhưng mà tao đến với mình ta vẫn coi mình số 1 thì sao? Nói chung ra người ta có người yêu rồi thì cái chuyện ta có người yêu là cái chuyện đó là chuyện bình thường. Thí dụ giờ người ta có gia đình rồi, ta chia tay ly dị giống như anh nữa rồi, được không? Không. Không hả? Lý do tại sao anh không thích một người như vậy?
Nói chung là mình muốn là trong cái người mà mình thương á, nói chung là còn mình thôi, không có cái sự so sánh ở đây. Anh yêu cầu một cô gái trong trắng, trong trắng đi. Hả? Nó thiệt là trong trắng là sao? Là con gái đó. Chắc là ấy thôi, ha. Sao? Sao em? Sao em? Còn không? Còn không? Hết. Hết rồi. Hôm nay anh đi với ai? Đi với hai đứa em. À. Dạ. Em xin chào anh Quyền Linh và chị Ngọc Lan và khán giả trong trường quay. Em tên là Nguyễn Quang Ngọc, là nhân viên của anh Dũng hồi xưa. Anh Dũng thì tính tình ảnh là rất là thật thà, thẳng thắn, vui vẻ và cũng rất là hòa đồng và hay hỗ trợ giúp đỡ cho người khác. Còn lĩnh vực mà ảnh kinh doanh á, thì hiện tại ảnh kinh doanh bên bất động sản, nhà nghỉ và vừa đầu mối trái cây á, là anh cũng có máy sạc ngoài đó. À vậy đó, à. Hả? Thấy nhà gái sao? Thấy nhà gái sao? Còn em nhìn thằng Jack thì chị gái cũng rất là dễ thương, thì em mong là anh chị cho nhau cơ hội tìm hiểu. Yeah. Bây giờ mình có lời khuyên nào cho anh mình không? Cứ bên đây là anh ở không mười mấy năm rồi hả? Phải không anh Dũng? Cũng có quen đó chứ. Tính mình thì rất thẳng, rất thật. Có cái gì nói thiệt cho mình biết. Mà mình đã phát hiện rồi là tật xấu mình đó là coi như là giận dai lắm. Em gái đi dai không? Ai cưng? Em có đi dai? Em đi cùng với lại người thân của em. À, em trai thân, với lại em dâu à. Với rồi, lại bạn rồi, già rồi. Của em. À, xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Ngọc Lan, cũng như xin chào quý vị khán giả đang xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Dạ. Thời gian còn trẻ, chị cũng lo cái việc học, rồi cũng có thời gian đi học ở nước ở ngoài mấy năm, và cũng lo về công việc, nên thành ra cũng không có nhiều thời gian cho công việc tìm hiểu về cái chuyện tình cảm. Thì cũng hy vọng là cái dịp này thì không biết cái cho cái tiêu chí của anh Dũng đây thì cũng hơi đặc biệt. Thì cái vấn đề này là cái vấn đề cá nhân của mỗi người, thì thành ra là vạn sự tùy duyên, thì cái đó thì cũng tùy theo cái duyên số của mọi người thôi. Dạ, xin cảm ơn ạ. Rồi. Trời ơi, nhà gái dễ thương lắm á, rất là xinh luôn á. Trời ơi, trời. Thôi giờ mở rào đi. Cầm bông quá, cầm bông quá. Đó. À, lên chương trình không có gì tặng em. Anh ra một vườn hoa rất là nhiều, nhiều hoa lắm. Nhưng mà tính anh thì anh chỉ chọn có một bông thôi. Anh không chọn nhiều. Dạ. Và nếu người anh chọn là cũng là một người thôi. Em hiểu ý anh. Ok. Dạ cảm ơn anh. Thì nãy giờ sau khi mà nghe anh chia sẻ thì em cũng có một món quà ha, nhỏ nhỏ để tặng cho anh. Đó, quyển sách này đó là Tìm Bình Yên Trong Gia Đình. Hy vọng là anh sẽ tìm được cái đúng đối tượng mà anh mong muốn. Anh cảm ơn em. À, em tên Dung hả? Dạ, em tên là Hoàng Dung. À, Dung với Dũng thì chắc cũng thêm dấu ngã thôi đúng không? Nói chung ra anh thì chắc lẽ nãy em cũng nghe anh chia sẻ nhiều rồi. Nói chung là ngày xưa anh rất là đơn giản. Dạ. Nhưng mà do vấn đề cuộc sống đó, nó đẩy đưa phải không? Nó làm cho con người của mình mất tự tin nhiều. Rồi bị ám ảnh nhiều quá. Anh đã về Việt Nam là 12 năm rồi. Mà để kiếm một người vậy đó. Thì anh thật sự là 12 năm vừa rồi và nói chung là trái tim của anh nó chưa có ổn định. Rồi cứ lo công việc á, nó đam mê cho công việc. À, cũng chưa xác định được gì. À, chưa xác định được là nó như thế nào. Đó là nhiều khi bây giờ anh có muốn từ chối hay là em có muốn từ chối anh á, cũng chưa chắc là được. Nhiều khi duyên nợ trời định rồi. Chạy không khỏi đâu. Em còn hỏi anh không? Tiêu chí chọn bạn gái của anh thì nãy giờ em cũng có nghe rồi. Thì đây cũng là lần đầu tiên em nghe được cái tiêu chí đó. Từ một phía là người ta đã đổ vỡ trong hôn nhân thì em cũng biết là anh sợ cái này sợ cái kia. Mỗi người sẽ có một cái duyên nợ khác nhau. Đối với em á, ngày xưa á, lúc mà em còn đi học á, thì đối với em cái chuyện đó cực kỳ quan trọng. Mình cũng là thuộc dạng người là bảo thủ đó. Nhưng mà sau ngày khi mà em làm về công việc du lịch mà em thường hay đi đây đi đó, cho nên là em cũng có thay đổi cái suy nghĩ của mình một tí. Em cảm thấy là hai người thật sự yêu nhau đó mới là sự quan trọng. Còn trinh hay không thì không còn là quan trọng nữa. Tại vì nếu mà còn trinh nhưng mà không hiểu nhau, không sống được với nhau, hoặc là chưa chắc gì người còn trinh sẽ chân thật, sẽ không có lừa đảo mình. Mỗi người có một quan điểm khác nhau thôi. Nhưng mà đối với em là người con gái cực kỳ bảo thủ luôn. Cho đến nay em hiện đã có 3 mối tình. Nhưng mà hầu như những mối tình nào của em đều là cách nhau một khoảng thời gian rất là lâu. Một cô là hướng dẫn viên, cô đi nhiều nơi, cô gặp rỡ rất là nhiều người. Tại sao cô lại không tìm được người kết bạn đi kết hôn? Thì thật sự luôn là tính của mình là mình vẫn còn thích vui chơi á. Lúc đó mình vẫn còn nghĩ là thời gian nó còn trẻ mà. Hãy làm những cái ước mơ của mình trước đi. Đạt được ước mơ của mình rồi lập gia đình tính sau.
Cho nên là em không có quan trọng hóa vấn đề đó. Em luôn cởi mở với mọi người, vui vẻ với khách trên tour. Em cảm thấy là mỗi lần trên chuyến tour thì mình sẽ có nhiều kỷ niệm hơn và mình cảm thấy cuộc sống mình vui vẻ, nó sôi động hơn. Đến hiện nay là em vẫn chưa kết hôn như vậy. Còn với những mối tình đã qua, em cũng là người bị tổn thương rất là nhiều. Và có những nỗi đau á, có thể bạn bè và gia đình cũng không ai biết đâu. Chỉ có mỗi mình gói ghém cho bản thân mình biết thôi. Còn mối tình cuối cùng của em á, hai người không ai nói chị chia tay hết. Mà bị trong cái trận đại dịch Covid vừa qua, anh ấy đã mất trong cái trận đó, chứ không phải là chúng em chia tay. Với anh em coi như là bạn. Dạ. Còn vấn đề cái nhu cầu của anh đang cần, nói chung ra hiện giờ anh đã có vợ và đã có con và cũng đã ly dị rồi và cũng cho hết tài sản cho con cái bên Mỹ rồi. Hiện tại nhà ở bên Mỹ cũng có, nhà ở Đà Nẵng cũng có, đất nông cũng có. Vấn đề tài chính và vấn đề kinh tế mình là suốt cả cuộc đời mình và luôn cả cuộc đời con mình không cần lo vấn đề nữa. Cho nên cái mình cần ở đây là mình đã bị ám ảnh vấn đề tình cảm nó nhiều quá rồi. Cho nên là cái tiêu chí mình cần là một người, nếu mà mình coi người đó là vợ của mình và cưới hỏi, muốn ở Việt Nam cũng được, muốn qua Mỹ cũng được, ở đâu cũng được, đối với mình không quan trọng. Cái quan trọng nhất là người đó chưa từng quan hệ để mình cảm thấy được yên tâm trong cuộc sống của mình. Thôi thì tiếp tục chúng tôi xem ở trên truyền hình có ai cùng quan điểm với anh Dũng thì chúng ta liên hệ với chương trình. Chứ bây giờ thật ra khó lắm. Vậy đi ha. Theo như Dũng thì chúng ta là bạn với nhau đi. Rồi. Rồi, hai người có thể bắt tay nhau. Ok, em nhé. Xin lỗi Dũng rất nhiều, chúng tôi không thể tìm được một tờ giấy trắng như vậy. Cũng xin lỗi Dung rất là nhiều. Chúng tôi cũng chưa tìm cho Dung một nửa mảnh ghép nào đó. Chúng tôi cũng đã cố gắng kết nối nhưng không được. Dạ. Ha. Trời ơi, dễ thương quá à. Nhà trai cũng hot boy lắm nha. Bây giờ thì nhà trai giới thiệu cho mình cho nhà gái nghe cái nè. Xin chào anh Quỳ Linh, chào chị Ngọc Lan, chào bạn nữ bên đó và chào mọi người trong trường quay. Em tên là Vũ Đức Hùng, năm nay 34 tuổi, hiện đang làm cho một công ty phần mềm. Làm ở đâu Hùng? Dạ làm quận 7 ạ. Quê Hùng ở đâu? Dạ Ninh Bình ạ. Rồi xin mời bạn nữ. Dạ em chào chị Quỳnh Lan ạ. Em chào anh Quỳnh Linh. Chào em. Dạ chào anh bên kia và chào tất cả quý vị đang có mặt tại trường hôm nay. Dạ em tên là Trần Huyền Trang, năm nay em 33 tuổi. Thì hiện tại bây giờ em đang làm cho công ty xuất khẩu da cá sấu, thứ cá sấu á. Với lại em kinh doanh online thêm ạ. Hiện tại thì Trang đang ở đâu? Hiện tại đang ở Tân Bình ạ. Bây giờ em hãy nói cho nhà gái biết là mình có những điểm mạnh, điểm yếu thế nào? Điểm yếu thì chắc là em không cao lắm. Em cao có dưới 1m7. Không, vậy cũng được rồi. Điểm yếu nữa chắc là hơi nhút nhát khi mà chưa quen ấy. Chưa quen là hơi nhút nhát. Quen rồi mạnh bạo lắm đúng không? Quen rồi thì có nhiều cái để chắc điểm yếu vậy thôi. Còn điểm mạnh thì nói chung em cũng hài hước, cũng biết chiều, rồi công việc thì cũng tốt, có sức khỏe đó. Sức khỏe. Dạ. Có sức khỏe nữa. Dạ. Có đó. Sức khỏe là sao ta? Sức khỏe là người ta chơi thể thao nhiều đó, người ta khỏe mạnh đó. Vâng. Nói chung là sức khỏe thì rất là chăm lo và rất yêu thích thể thao. Đúng rồi. Dạ. Vậy tốt rồi. Điểm yếu của mình là ngoài cái việc là mình hơi thấp người, rồi mình hơi nhút nhát nữa thôi, là còn gì nữa không? Vậy rồi, chắc chưa. Vậy là chưa, hơi chưa, hoàn hảo chưa, đó. Vậy thôi, đàn trai có nhiêu đó thôi đó. Dạ. Rồi bây giờ mình nói về điểm mạnh và điểm yếu của mình đi nhà gái. Cũng do là em làm kinh doanh á chị, thành ra là em cũng giao tiếp khá là tốt. Có thể là nấu ăn được và em rất là giỏi làm các món bánh. Thích làm bánh. Dạ giỏi đúng làm rồi bánh. Dạ đúng rồi. Còn gì nữa không? Còn gì nữa mình show ra hết cho người ta nghe. Hiện tại thì em thấy điểm mạnh em cũng không có nhiều chị. Em cũng nhiều lắm. Em còn một cái điểm mạnh rất là lớn nữa là em rất là xinh đẹp. Em cảm ơn chị nha. Thì với cái thứ hai nữa là em rất là thích các cái môn mà thể thao á chị, tức là các cái môn thể thao vận động mạnh á. Em rất người là thích leo núi. Thấy mạnh gì thể thao đó nha. Dạ vậy thì cùng sở thích với em rồi anh. Ủa vậy hả? Dạ. Em rất là thích leo núi và em thích chơi các cái môn ví dụ như tennis rồi á chị. Những cái môn leo là vận núi động. Hả? Dạ đúng rồi. Em Đức thích leo núi. Thích leo núi không Đức Hùng? Dạ em mới đi có một lần. nhưng mà em thích. Thích dạ. Luôn đúng không? Dạ. Tennis em là chơi tennis khoảng 12 năm rồi.
Hai bạn này vậy là hợp nhau quá. Rồi còn điểm yếu của mình? Dạ, do là công việc của em là vừa làm công ty vừa online chị, thành ra là nhiều khi là em hơi thức khuya, dậy thì nó hơi muộn một xíu, cho nên là em không thể nào mà cái vấn đề về. Nãy giờ khen nhà gái xinh quá, hôm qua tôi xem mặt nhà gái. Dạ em chào anh. Xinh thiệt. Ta nói rồi mà. Xinh thiệt. Hả? À, nhà trai bên kia thì không cao lắm, 68 nhưng mà cũng mảnh trai lắm. Nhà gái có mấy mối tình rồi? Em mới có một mối tình là gọi là duy nhất này. Dạ. Một mối tình thôi hả? Dạ. Còn các cái mối tình mà yêu mới tìm hiểu thì không tính đúng không? Dạ, mối tình nó dài không? Dạ 2 năm. 2 năm. Lý do sao chia tay? Do là anh đó là bộ đội mà người xa quá. Sao vậy? Vậy là rất yêu xa đúng không? Dạ cũng không phải, mà do là nhiều khi trong quân đội không có thể sắp xếp được thường xuyên gặp nhau, đã đúng xa rồi, yêu bộ đội phải hy sinh cái cá nhân của mình, bởi bộ đội là kỷ luật, quân đội là phải trực chiến này kia nữa. Tay qua coi đi. Thôi, nhà tay tôi cũng bảnh trai lắm á. Thấy không? Đây, chị lại thấy bên đây là về cái phần hình là đẹp rồi đó. Nhà trai đi. Em tò mò lắm chị. Xem để chị qua chị có chứ cho. Chào em. Rồi. Không cũng được em ơi, được sao lắm được. Sao cũng được mà hơi bị được. Sáng hơi của. Thấp người nhưng mà tướng tá rất là cân đối. Thấp cũng quan trọng là nụ cười. Mặt mũi sáng đâu cười cái tỏa nắng cho chị coi coi. Đó, trời có nắng nó mới tỏa. Có, cười có răng khểnh có duyên lắm đó nha. Sao mình bao nhiêu mối tình rồi cưng? Ba mối tình rồi. Hơn kia hai mối đó. Những mối tình nào mà anh sâu sắc nhất? Thì cũng có một mối tình khá sâu sắc lâu rồi. 8 năm rồi. 8 năm. Yeah. Tức là cách đây 8 năm hay là yêu nhau 8 năm? Không, cách đây 8 năm. Tụi nó yêu nhau 8 năm. Yêu nhau có 2 năm thôi. Sao chia tay? Thì tại lúc đó cũng còn trẻ nên là có nhiều cái mình chưa có hiểu chuyện ấy. Nên là làm cho mọi thứ nó không được suôn sẻ lắm. Chia tay thôi. Cách đây 8 năm thì lúc đó chị mới có khoảng 24 tuổi. Rồi là chưa chín chắn lắm hả? Chín chắn lắm. Dạ. Bây giờ ta chín mùi luôn rồi giờ đó. Giờ chín chưa? Giờ chắc là khê rồi. Giờ khê. Bây giờ muốn tìm người thế nào thông báo chị Ngọc Lan biết đi. Bây giờ em muốn tìm cái người bạn gái mà như thế nào, ngoại hình như thế nào, tính tình như thế nào? Thì về ngoại hình thì nói chung là dễ thương, trẻ trung. Tính thì dịu dàng đầm đầm một tí. Tất nhiên là vẫn vui vẻ nhưng mà không có sốc nổi đấy. Y chang bên đây luôn. Bên đây là y chang luôn. Rồi, vừa đẹp vừa dễ thương mà cũng đầm thắm lắm. Dạ. Vâng, thì hên quá. Em thích gái tóc dài tóc ngắn? Thực ra không quan trọng. Quan trọng là đẹp thôi chứ dài ngắn được hết. Có mẫu hình lý tưởng nào không Đức Hùng? Dạ thì cũng có. Ví dụ em là fan của Mizu. À Mizu hả? Dạ. Bên kia có gương mặt hơi khả ái đó. Dạ. Thật ra cô gái bên kia rất là xinh, gương mặt rất là phúc hậu, khả ái luôn. Yeah. Có cái nét xinh khác Miyu, nhưng mà anh tin chắc rằng em sẽ rất là hài lòng với gương mặt bên kia. Ê, bên đây người anh ta là rất là dễ thương, nãy dễ thương giờ lắm. Nói rồi. Bây giờ là cô gái bên kia, hãy nói cho nhà trai biết là mình muốn cái mẫu hình lý tưởng như thế nào. Em là cũng khá cao anh, em cao 1m65 luôn á. Thì nhiều khi công việc đi làm cũng phải mang guốc thì chắc phải tầm hơn 1m7 cơ. Thì về ngoại hình thì em cũng không cần bạn nam phải cao quá, nhưng mà ít nhất cũng phải tầm em đổ lên tầm bên đây có dài khúc luôn không sao đâu. Bên kia mai mốt mang dài, chịu khó mang dài tất hai độ á. Đúng rồi, đúng là bữa nay có dài độ thì không sao đâu anh. Được hết ạ. Với lại ngoại hình thì dễ nhìn được rồi anh ơi, nhưng mà em thích mẫu hình tầm như anh Quyền Linh là được ạ. Do là em rất là hay tham xem những cái chương trình thiện nguyện của anh, cho nên là em rất là thích anh luôn. Thấy chưa? Gọi là fan cứng luôn rồi đó. Bây giờ á là mẫu hình lý tưởng á là phải đi làm thiện nguyện nhiều lên. Dạ. Thấy không? Dạ. Thật ra làm điều đó tốt, tự nhiên mình làm điều tốt quá tự nhiên nó tỏa nắng. Người mình nó đẹp à? À nó đẹp à nha. Đúng rồi đẹp. Vậy thôi đó. Đó là những cái điều mà em thích, em mong muốn ở một người bạn trai tương lai. Vậy thì em có cái điều gì mà em không thích ở người bạn trai tương lai thì nói ra luôn. Dạ vâng. Em thích một người con trai mà quen em là phải tự lập. Dạ, tự lập. Không có phụ thuộc vào gia đình. Với cái thứ hai nữa là ví dụ như sau này bọn em cũng lớn tuổi rồi chị, nếu mà tiến đến hôn nhân thì bọn em muốn là ở riêng chứ không ở chung gia đình. Dạ. Còn về
Công việc thì chỉ cần bạn nó có tính tiến thủ thôi, chứ em cũng không cần phải làm quá giàu hoặc là như thế nào. Chỉ cần tiến thủ và có ý chí trong công việc là được. Nên là cần người ý chí thôi. Dạ đúng rồi. Không cần người quá giàu. Dạ. Bên đây có ý không? Có ý, có chí không? Nói chung là cũng tốt đấy, cái khoản đấy là tốt đó. Dạ. Có ý chí nha. Dạ, em cũng cũng ra đi làm từ nhỏ. Ở đi học xa nhà thì cũng là từ nhỏ rồi, nên là rất là độc lập. Và nhưng mà anh ơi, ok. Dạ. Có điểm quan trọng là em là thường dậy rất là muộn, cho nên là có bạn nào mà biết nấu ăn đó buổi sáng cho em nữa càng tốt. Em biết nấu ăn không? Em biết. Nấu buổi sáng được không? Buổi nào thì cũng nấu được thôi. Đó, được mà chưa? Giờ có sẵn sàng để mà sáng nào cũng dậy nấu buổi sáng giùm cho bạn gái được không? À, sáng nào cũng nấu thì chắc là hơi cực á. Chắc là cũng phải tùy. Chắc buổi được buổi không. Nhiều khi tôi không, đi làm không, cái đấy, đó. Cái đấy nói thật. Mình nói là sáng nào mình cũng nấu thì là nói dóc á. Chính xác. Nhiều khi ta nấu bữa trước ta để bữa sau ăn cũng được. Không, trả lời vậy chịu nè. Không. Trả lời chịu nè. Nói nếu mà nói bữa nào cũng nấu được là nói dốc. Đúng rồi. Đó. Không ai bữa nào nấu được hết trơn á. Đúng rồi chị. Ừ. Nhiều khi ta nấu một bữa ta để ăn 7 bữa cũng được. Vậy là được ha cô gái. Vậy ha? Là dạ, được rồi. Chịu rồi. Không cũng được ha. Dạ chịu rồi đấy. Chịu rồi đó. Hôm nay em gái đi với ai? À, dạ em đi cùng với bạn, bạn em ạ. Ừ. Dạ. Rồi cho hỏi ý kiến bạn em có thấy nhà trai sao nè. Trước tiên thì cho em xin phép được chào anh Quỳnh Linh và chị Hà Lan. Chào em. Và xin chào trai cũng như tất cả các bạn đang xem trên đài. Thì em là Quang Minh, là bạn của trai, cũng là hai đứa chưa khá là thân với nhau. Dạ thì nhận xét chung về nhà trai thì cũng đẹp, thua tôi chút xíu thôi. cũng có duyên. Chiều cao thì kém tôi chút xíu. Về thân hình cân đối thì chắc ngang ngang tầm. Thể thao thì cũng yêu thích, đấy cũng là một cái mà phải xem xét lại. Tại vì Trang cũng là một người rất thích thể thao. Và đặc biệt Trang cũng thích một người đàn ông hài hước. Đó, nên ra bạn này cũng có cái điểm để mà Trang thu hút được. Cảm ơn anh. Đó là những cái vì mà cô ấy thích mà bạn cô ấy vừa mới nói, nhớ mình chinh phục bằng dữ đó ha. Rồi. Rồi nhà trai đi với ai cưng? Dạ em đi với đồng nghiệp. Dạ. Đồng nghiệp luôn. Dạ. Dạ em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan và chào tất cả các khán giả đang xem bài. Dạ em là đồng nghiệp của anh Hùng. Dạ trước hết là cho xin phép được nhận xét về nhà gái thì em thấy là chị khá là xinh và có vẻ là khá là sắc sảo. Tao quá xinh luôn, kiểu khá là xinh. Dạ quá xinh ạ. Nên anh Hùng có thể yên tâm. Em cảm ơn anh. Cảm ơn. Dạ, bên bạn anh chịu rồi đó. Hồi hợp không? Có. Có đúng không? Bây giờ mình mở rào. Đúng rồi, bây giờ mở rào đi. Chứ thấy hai bạn này là có nhiều cái giống nhau lắm. Mở rào. Em tò mò quá chị. Bắt đầu đi Hùng. Dạ. Dạ em chào anh. Anh có món quà tặng em. Dạ em cảm ơn. Đứng đó luôn. Dạ. Đó. Mình tặng món quà gì mình mở ra được luôn. Mở này. Luôn hả anh? Ừ. Mở được hả? Dạ anh mở giùm em luôn. Cái này gói kỹ nên từ từ mở nha. Đừng sốt ruột nha. Dạ vâng. Đầu tiên là cái thiệp. Cái này dạ. Quan trọng nhất. Đọc luôn được không anh? Được. Em đọc một mình em thôi nhé mọi người. Đọc đi, đọc lớn lên cho. À, anh chúc em khỏe mạnh, bình an và luôn đẹp gái ạ. Không, luôn đẹp gái là em bịa thêm. Luôn đẹp gái là bịa thêm. Dạ. Nó dạ. Là một cái đồng hồ rất là xinh. Thì anh cũng gửi cái câu nói của anh vào đây. Cái câu mà em quên không đọc. Dạ. Đó không, là câu đó hãy quan... sống hạnh phúc trong từng giây phút hiện tại em nhé. Dạ, thật ra câu đó quan trọng em muốn giữ riêng em á. Ok. Dạ. Thì bởi vì đây là cái đồng hồ mình dùng để xem giờ. Dạ. Thì đối với anh thì cái thì giờ nó rất là quan trọng và mình phải từng phút một mình sống trong nó thì mình phải hạnh phúc với nó. Dạ. Thì đấy lý do anh mua đồng hồ. Dạ. Hay quá. Cảm ơn anh nhiều nha. Thấy chưa? Hùng thấy không? Thay đổi nó khác không khí liền thôi. Cũng dạ. Hai hướng mới chọn có 30 phút. Dạ, thật ra thì chọn 30 phút hay là 3 tiếng thì nó không quan trọng, nhưng quan trọng là tấm lòng của anh ở trong hai dành cho em. Thì rồi. Em cảm ơn anh rất là nhiều. Rồi, dạ. Rồi thôi hai bạn này là ông mai với bà mối đỡ cực rồi nè. Hai lần. Ừ. Đấy, cũng hài hước như thế ha. Mở dạ, màn ra rồi sao? Thấy ta làm sao? À thấy sao? Thì chắc là phải đẹp thôi. Ờ nhưng mà đẹp em hơn Miu chưa?
hơn thì khó nói, nhưng mà có cái rất là khác. Nói chung là sắc sảo giống như tính bạn Tính, bạn em có nói. Nói chung là đẹp thôi, nhưng cũng không biết tả sao nữa. Em cảm ơn anh nha. Sao? Em thấy chàng trai bên đây sao? Dạ, em có thấy... thấp quá không? Không, không, cái chuyện mà cao thấp không có quan trọng đâu. Biết lý do tại sao không? Người ta đi làm, người ta mang guốc cao riết rồi, người ta mỏi chân, cho nên mỗi lần đi chơi thì thôi mang dép xẹp là nó đỡ mỏi chân, đỡ đau chân. Mà nó đẹp đôi nữa. Dạ không, không cần đâu, cứ mang guốc cao cũng được. Em thích phụ nữ guốc cao mà cao hơn mình càng tốt. Chính xác. Dạ. Cao thấp không quan trọng đây. Nói chung xử lý được hết. Ý là nếu mà đi với nhau thì phụ nữ cao hơn mình ok, chỉ có điều là sợ cô ấy chê là mình thấp hơn thôi. Còn nếu đã không vấn đề gì thì đi cao cũng tốt. Giỏi. Thấy chưa? Trời ơi, thằng trai tôi cũng dữ lắm á, không giỡn đâu. Còn em thì thật ra thì công việc em nó khá bận rộn, cho nên là thời gian mà để mà đi ăn đi chơi xem phim rồi thì rất là gọi là hạn hẹp luôn á. Em không có thời gian nhiều đâu. Cho nên là bây giờ ví dụ anh cũng lớn tuổi rồi, em cũng lớn tuổi rồi. Nếu mà mình có cảm tình với nhau thì em nghĩ là cái cuộc hẹn nó không quá nhiều. Nó không có quá nhiều giống như các bạn trẻ bây giờ mỗi ngày mình gặp nhau mỗi ngày được. Thì không biết là như thế thì anh có cảm thấy quá buồn hoặc là hay là như thế nào đó không? Anh không quá buồn. Nhưng mà thực ra là nên gặp nhau mỗi ngày. Có thể là một tuần 3-4 buổi gì đó thì tốt hơn. Kể cả là mình đi làm bận, anh nghĩ là đi làm bận đến mấy thì bận mình cũng có thể có khoảng 30 phút, 1 tiếng để mà gặp nhau. Nhất là mình cũng ở trong Sài Gòn nữa, thì không có gì phải lo về chuyện đó cả. Còn tất nhiên nếu mà gặp mà đi chơi nhiều, đi chơi lâu thì nó sẽ mệt. Thì không biết là anh quê ở đâu nhỉ? Anh ở Ninh Bình. Anh đã từng tới Hà Tĩnh chưa? Anh chưa, anh ở đi Nghệ An thôi chứ chưa. À, Nghệ An à? Khi nào có dịp thì mời anh về quê em chơi. Nếu mà về nhà em nói chuyện với cha mẹ thì em nói giọng Hà Tĩnh rồi đấy. Nói tóm lại là chỗ em thì rất là đẹp trai, em rất là ứng. Dạ đúng hả? Được đấy. Rồi, bây giờ là bây giờ này lớn. Quan điểm về hôn nhân đúng gia đình của mỗi bên thế nào? Thôi nhường Trang nói trước hả? Em thì nếu mà ở quê tầm tuổi em thì người ta gọi là cũng ế rồi đó. Nhưng mà do là em sống ở Sài Gòn từ nhỏ đến lớn thì thành ra em cũng thấy bình thường, không sao cả. Thì nếu mà anh với em mà cảm thấy ưng nhau á, mà tìm hiểu nhau thì em nghĩ là cũng dành cho nhau thời gian nhất định nào đó thì mình cũng tiến tới hôn nhân thôi. Thì anh cũng tầm tuổi lập gia đình được rồi mà em cũng vậy. Còn về sống chung thì hiện tại bây giờ là em có nhà Sài Gòn rồi. Thì hoặc là nếu mà anh muốn thì có thể là sống bên anh hoặc là bên em cũng được, sao cũng được. Nhưng mà em là em thích kiểu như là không sống chung bố mẹ, có thể là gần nhà sát bên cũng được nhưng không sống chung nhà. Có thể là người ta nói là không phải là nàng dâu con chồng, nàng dâu mẹ chồng gì, nhưng mà ý em muốn kiểu mình hơi xa thì mình có thể có tình cảm nhiều với bố mẹ hơn. Lâu lâu mình sang mình chăm sóc rồi mình quan tâm đến hai bác, đến bố mẹ của mình. Chứ còn sống chung nhà có nhiều cái mình chưa hiểu về nhau á. Nhiều khi con ruột còn không hiểu, nói chi là con dâu, thì em muốn sống riêng, trong sống chung. Quan điểm về vợ chồng hay cái gì đó của anh thì anh chưa có bao giờ không biết được. Dạ rồi, cái đó mình cứ từ từ tìm hiểu rồi tính sau anh ạ. Hiện tại là như thế thôi. Quan điểm quản lý kinh tế gia đình nè, tiền bạc về ai giữ, rồi mình quan điểm về con trai hay con gái cũng là một cái điều chúng ta cần tính tới. Em nghĩ là về tài chính thì em nghĩ là tài chính thì thật ra khi mà sống chung một gia đình thì hai vợ chồng có thể tiết kiệm một cái khoản nào đó riêng cho hai vợ chồng, còn cái phần tài chính còn lại thì có thể là của chồng mà của vợ cũng được, chứ không cần nhất thiết là phải là tôi giữ tiền hay ai giữ tiền, mà ai quản lý tài chính tốt thì có thể người đó giữ tiền. Bởi vì em thì hiện tại thì em vừa kinh doanh và em vừa làm công ty, thì với lại em cũng làm kế toán, thì em cái phần tính toán của em cũng khá tốt. Nhưng mà ví dụ em lấy chồng, em lấy anh chẳng hạn, anh quản lý tốt hơn thì có thể anh quản lý cái phần tài chính đó. Phần con cái thì anh muốn sinh tầm chục đứa hay là bao nhiêu đứa? Bà vô nhắc ra bà nhắm chả được 10 đứa không mà bà hỏi. Em thích gia đình nhiều đông con đó chị. Đông con. Thích thì thực ra anh cũng thích, nhưng mà chuyện thích là một chuyện thôi. Còn mình sinh con mình ra, mình có rất nhiều thứ phải lo.
nên anh nghĩ là anh chỉ mong muốn từ 1 đến 2 thôi. 2 chắc là 2 là đã là nhiều rồi. Dạ rồi, ok anh. Cứ nắm tay của ấy nào. Dạ. Không phải bắt tay. Không bắt, em kéo ra đây mà. Để kéo kéo ra. Dạ, cho nó tình cảm đi anh. Thì thôi. Nhưng mà anh, tay kia đi anh ạ. Đó, tay này đi. Đó. Tay này nó gần tim hơn không? Đúng rồi, đúng rồi. Thì anh rất là cảm ơn chương trình đã tạo điều kiện cho anh em mình có cái nhân duyên gặp ngày hôm nay. Thì em rất là đẹp. Em cảm ơn. Nói chung về ngoại hình thì không có gì để chê cả. Vâng. Bởi công việc và mọi thứ, quan điểm của em thì anh cũng rất là đồng tình thôi. Thì anh mong là sau cái chương trình này mình có cơ hội để mình gặp nhau ít nhất là một vài bữa nữa ha. Rồi mình sẽ trao đổi kỹ hơn về mọi thứ. Bởi vì ở trong khuôn khổ chương trình thì nhiều khi mình không bộc lộ hết được. Rồi, còn anh thì đã có món quà tặng em về. Và anh có cái lời nhắc về vấn đề thời gian. Vâng. Thì anh mong muốn là dù sau này có như thế nào đi nữa thì mỗi một cái khoảnh khắc của mình trôi qua mình đều có cái niềm hạnh phúc, có cái niềm vui ở trong đó. Ví dụ như khoảnh khắc bây giờ, còn sau này như thế nào thì kệ nó, không biết. Vậy bây giờ anh, nếu em có bài hát nào mà hay thì em có thể tặng anh một câu cũng được. Bởi vì anh hát rất dở nhưng mà anh nghe nói là em hát rất hay. Dạ không, em hát bình thường thôi nhưng mà anh đang rung anh ạ. À. Anh đang rung. Anh có rung. Dạ. Anh nắm tay em anh rung mà. Nhưng mà anh rung vậy làm sao mà em hát được? Thì anh thả ra nhá. Thôi thôi anh thả là khó hát. Em cũng chỉ là con gái thôi, buồn là khóc hay vui là cười. Em cũng chỉ giống như bao người, được anh bên cạnh và mình em thôi. Hay quá. Dạ, một đạn hết rồi ạ. Tại đây em không có thuộc bài đó lắm nhưng mà em thấy chắc là nó hợp với cái tình cảnh này đó, cho nên là em phải luôn. Anh cũng vui là cười mà buồn là khóc ấy. Dạ. À, vậy hết á. Giống nhau đúng không anh? Đúng rồi. Nhưng mà em thấy anh vẫn rung anh ạ. Thì phải run chứ. Anh làm sao mà hết run được, chắc là phải không có ai ở đây. Coi như anh không có tụi tôi ở trên đây đi, nãy giờ tụi tôi có thấy cái gì đâu. Đấy, nhiều khi là trải qua ba mối tình chưa chắc là trải qua bằng người ta trải qua mối tình. Ok, bây giờ các bạn để tay vào nút bấm đi. Chúng ta nhắm mắt lại, kiểm tra xem đây có phải là một nửa mảnh ghép của mình hay không. Nếu đúng, chúng ta đừng ngần ngại bấm ngay cái nút đó. Còn nếu như mình nghĩ đây không phải, chưa hợp với mình, không cần bấm. Chúng ta nhường nút bấm đó cho người khác. Sau 3 tiếng đếm, chúng ta sẽ đưa ra quyết định. Bởi vì các bạn cũng lớn rồi, đủ để cảm nhận xem đây có phải là một nửa mảnh ghép của mình hay không. Nào, mạnh mẽ lên. 1 2 3. Hết thời gian. Chúc mừng. Nào. Chúc mừng em. Bắt đầu chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau, hãy nắm tay nhau nào. Bây giờ không có rung nữa nha Hùng. Đó, cài quá đầu anh lên. Giờ em rung anh ạ. À. Giờ em rung. À, giờ em rung đúng không? Dạ. Vậy. Sự phản ứng em nó ngược vậy. Giờ ra. Nào. Anh thấy rất là hợp lý đó nha. Hơi lùng chút không sao. Không, tại vì mang giày thôi. Bạn này đúng mang rồi, giày tại mang giày thôi. Nhưng mà xanh con đẹp lắm nha. Hai bạn này đúng rồi, để con ra chắc chắn là bạn đẹp. Bạn Hùng cũng không phải là gọi là nhát lắm đâu. Nhưng có lẽ là trước sắc đẹp bao giờ đàn ông cũng run sợ. Chứ không phải là run sợ trước ai đâu nha. Cô này thì cũng hơi cà khịa chút. Nhưng mà cô vui. Cô này là một người có thể giải tỏa những cái gọi là mâu thuẫn trong gia đình. Khi mà căng thẳng lên, chính cô ấy sẽ là người giải quyết tất cả mọi thứ. Cô bảo im. Cô nói anh im không? Không im thì em im. Nói lại vui luôn cả làng luôn. Đây cô này có tính như thế, rất là dễ thương đấy. Thành ra anh nghĩ rằng là mỗi bên sẽ hỗ trợ cho nhau về những cái ưu khuyết điểm của mình để tạo nên một cái giá trị của hạnh phúc. Ha. Rồi bây giờ thế này, ở Hà Tĩnh á là ba mẹ của cô ấy đang xem chương trình. Bây giờ Hùng nói là thưa bác, chào bác gì đó, con hôm nay tụi con có duyên làm quen nhau, con xin phép hai bác cho tụi con tìm hiểu nhau, và nếu có cơ hội gì đó con sẽ hứa điều gì đó cho hai bác ở nhà, hai bác yên tâm. Đấy, đấy giờ có rung nữa nè. Có vẫn rung. Vẫn rung. Con chào hai bác và gia đình mình đang xem chương trình. Thì hôm nay có duyên gặp Trang và tụi con cảm thấy hợp nhau thì sẽ sau chương trình thì sẽ tìm hiểu nhau nhiều hơn. Và nói chung là chưa biết sau này như thế nào nhưng mà con sẽ rất là tốt với Trang và cũng như là trân trọng cái cơ hội đang có. Dạ. Cảm ơn chương trình, cảm ơn cả nhà. Dạ. Con có muốn nói gì không? Em thấy chân thật lắm anh ạ. Thật. Dạ, lúc nói không có rung. Nó là chân thật.
hơi khớp chút thôi, từ từ nó sẽ hết hết khớp. Dạ. Xuống sân khấu cái là hết rung liền à. Hùng Trang được, rất hợp lý. Trang Hùng hợp lý, đừng quen thằng Nghĩa là được rồi.